Ôi như mình vừa thấy nó đi xuyên xuyên ghế. À, đi xuyên ghế kìa. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của Jenny. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một game mà ở trong cái game đó ông hàng xóm không còn mũi xấu nữa, mũi ổng không còn xấu nữa, cằm ổng không còn bự nữa, con mắt ổng không còn nhỏ nữa, mà ổng đã đi phẫu thuật thẩm mỹ và ổng trở nên đẹp trai hơn. Nhưng mà nó vẫn thuộc dạng game kinh dị và game này chơi trên điện thoại luôn. Và bạn nào muốn chơi game này thì hãy lên ngay trên điện thoại của mình và tải về một cái tựa game tên là Scary Neighbor Strange. Đó ra được rồi, chúng ta sẽ cùng vô chơi thử coi game này có còn gì bay mắt túi. Rồi ok, game này để coi nó như thế nào nha. Bắt đầu thế nào. À đấy, nhưng mà cái cam của tôi che mất rồi một phần, thì chúng ta sẽ thấy được ông quảng cáo. Trời đất mẹ, ông quảng cáo à? Ông quảng cáo là cái gì ở đây vậy? Ông quảng cáo giờ sao tắt lại? Ok, bạn đã bị lạc mất con gái của bạn. À, con gái của bạn đã mất tích á, thì bây giờ bạn phải tìm con gái của bạn. Hãy đến nói chuyện với từng người trên đường để tìm đầu mối. Wow. Ok, nói chuyện con gái từng người để tìm đầu mối mọi người ơi. Mà nhạc game này nó bật liên tục luôn bay. Wow, ban đêm rồi đó. Bây giờ ở này, ở đây có người nè. Ông ơi, ông có biết con gái tôi đâu? Trời má ơi, kẻ mắt màu đen. Kẻ mắt màu đen, ok. Xin chào ông. Ông chào ông cháu. Ông có tìm thấy một người, ông có tình cờ thấy một đứa bé gái không? Không. Thế cháu bị lạc mất con bé ơi. Yeah, đúng rồi, con bé tự nhiên nó biến mất khỏi đường. Hả? Cái thằng hàng xóm nó đang ở phía trước là nó là cái cục màu đỏ đỏ. Rồi hay quá, cái cam của tôi che mất cái radar màu đỏ luôn. Hay quá, thôi các bạn thông cảm nha. Cái này cái màn hình nó to quá mà. Rồi ở đâu rồi, nó đâu mất tiêu rồi, đâu mất tiêu rồi. Đây. Ồ, ôi hàng xóm tập tạ đồ quá ta. Hàng xóm đi tới gù gù kiểu mấy thằng lùng á. Hàng xóm nói chuyện với ai vậy? Ơi, hàng xóm này nói chuyện với ai nè? Thằng hàng xóm nó đang nói chuyện, đang nói về một cô gái. Có thể là cô gái đó, có thể nó đang nói về con của mình. Thằng hàng xóm này nó nhốt con gái của mình ở trong nhà này và nó sẽ giết con gái mình vào ngày mai. Chúng ta cũng bắt đầu tiếp. Enter the house, but what? Ok, mình đã được đi vào trong nhà nhưng mà thằng kia nó sẽ cẩn thận thằng kia đó. Okay. Cẩn thận thằng neighbor. Ta phải tìm cách đi vô nhà mới được. Như nhà này có một đường để vô thôi mọi người ạ. Vậy thôi hả? Who's there? Thằng nào làm ra game này chất lượng kém như vậy? Vậy, restart, ok. Who's there? Ok, anh ta chỉ cần đi sau lưng ổng thôi được. Chắc là nó không chú ý đến cái tiếng của mình đâu. Ok, ta vào trong đây rồi. Vậy thôi hả? Hết game. Coi virus tiếp. Hay đấy. Ồ, virus đâu chơi Fortnite của ta. Hay đấy, game kiểu kéo dài trong vòng 4 giây đi từ ngoài nhà vào trong nhà, hết game. Làm ghê lắm vậy. Ấy ông này nhìn lại cái ngực ông này hơi bự, không biết là cái này là cái bà hay là cái ông. Bà này, nếu nó nặng ra thì cái bà này con râu mà kiểu thằng nào Aztec tờ gỗ lên á. Cái này râu là nhìn giống là bằng gỗ. Ok, go stand fire, lên trên lầu và tìm cái lá thư. Và mà cái lá thư, trong lá thư đó thì có chứa cái clue là quên mất tiếng Việt là gì, là World Cup Olympic. Ok. Rồi. Ok, lên tìm lá thư rồi. Bị vướng. Ok. Đi nào, lá thư đâu? Thư đâu? Thư đây. Có một căn phòng
mà cô bé bị khóa. Đi ngang qua. Ok, đầu tiên bạn phải tìm 4 mảnh. What? Vậy thôi hả? Oh man, chưa kịp làm gì luôn á bay. Ok. Nhưng mà ok, nó nói là mình phải tìm 4 mảnh gì đó đây. Ô, lá thư không còn ở đây nữa bay. Thư không còn đây nữa, lá thư không còn đây nữa. Find four paper. 4 mã, only one mã, một cái mã. Ok. Clear rồi. Clear rồi. Clear rồi. Ủa vậy thôi hả? Ai nhức đầu quá. Cái game này ơi nhức đầu. Thì á, có một cái như thế này. Thì chúng ta phải đi tìm một cái 4 cái tờ giấy mã và chỉ có một tờ giấy mã là đúng. Chỉ có một tờ giấy mã là đúng thôi. Ok, bây giờ chúng ta phải đi tìm tờ giấy mã đó nè. Game này hơi cay đó nha, làm game này hơi cay đó. Cho dù rằng hàng xóm này hơi bị đẹp trai tí xíu, có thể là do con đứa con gái của mình nó thích hàng xóm. Mình phải đi tìm ở dưới nhà. Không, tôi tìm. Thôi tôi tìm. Ok. Wow. Nó sẽ lên lầu đúng không? Nó sẽ lên lầu. Ok, nó lên lầu, lên lầu mấy đứa. Easy game. Ok. Đâu rồi? Cuối đâu? Cuối đây đúng không? Cuối đây. Đây. Ha ha, dễ không? Cái gì nó vừa xảy ra vậy anh em? Mà một đoạn quảng cáo. Trời ơi, ba quảng cáo liên tiếp. Hay quá game ơi, hay quá. Mới nào làm game này nó cố ý làm một cái nhiệm vụ. Mấy quảng cáo liên tiếp luôn. Thôi, cái đáng sợ duy nhất ở trong cái game này đó là quảng cáo. Có quá nhiều quảng cáo phải không, hiểu không? Nó có mình chưa giờ mình thấy 4-5 cái quảng cáo liên tiếp như vậy luôn á, thật sự luôn á. Vãi. Ok. Là còn bắt đầu tiếp nào. Rồi. Ok, yeah, 3 chance to unlock the code. Get the code. Ok, mình có 3 cơ hội để ok, chúng ta có 6 tờ mã, 6 cái mã này thì mình sẽ thử một cái. 4, 7, 2, 5. Enter. 8, 5, 6, 6, 3. Clear. 8, 5, 6, 3. Enter. Ôi! Man, 7, 9, 8, 9, 7, 9, 8, 9. Đùa à, kỳ vậy, khó vậy ta. Ôi, số khác rồi man. Clear. 1541. Enter. Oh no. Ê hey, dễ ờm, game quá dễ ờm. Chúng ta cứu được lại anh virus
chúng ta cứu được con gái chúng ta rồi mọi người ơi, chúng ta sẽ cứu được con gái. Đây màn cuối cùng, chúng ta tới màn cuối cùng rồi. Ây à, con gái gái à, màn cuối cùng rồi anh em ơi. Loát game hơi lâu, màn thì ít, loát game thì lâu, khó hiểu. Bình thường những cái màn nào nó bự chà bá, có rất là nhiều thứ cần loát thì take your daughter escape from this house. What on này bở ra. Ôi da, con gái à, sao mày nhìn mặt mày đáng sợ hơn cả thằng kia nữa. Ok. Ok, đi anh em. Đi thôi. Đi. Gái. Đi gái đúng rồi. Ok, nó ở ngoài đó. Đóng cửa rồi. Cái đó là cái cửa mọi người ơi. Ủa theo mình biết hình như cái đó là cái cửa đúng không? Không phải cái đó cái cửa không ta? Đúng rồi. Cái đó là cái cửa ra vào. Bây giờ mình phải tìm cách để đi ra cái cửa đó. Tí hồi nó sẽ vô lại. Ok, vô lại. Trời ơi, thằng này bị gì á mấy đứa ơi. Nhìn nó kỳ cục lắm mơ. Ôi, hình như mình vừa thấy nó đi xuyên ghế. Á, à, đi xuyên ghế kìa. No. Easy game. Ok. Đi với mẹ con. Đi. Easy game. Đi với mẹ con. Đi. Ha. Game là gì? Ok, chúng ta đã hoàn thành xong được cái game củ chuối này. Game thì ngắn, quảng cáo thì nhiều, loát thì lâu. Thì tại mình đánh giá game này là 1/10 nha mọi người. Mọi người không nên chơi, mọi người muốn coi mấy anh neighbor đẹp trai khoai to giống như thế này thì tải về chơi. Game này tên là Scary Neighbor Strange. Thế là mình sẽ để cái tên đúng của game ở dưới phần bình luận. Ok, nếu bạn nào thích video này đừng quên để lại cho mình một like, share video, nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để có thể đón nhận được những video mới nhất từ channel của Jenny nha. Ok, hẹn gặp lại bạn những video sau. Bye bye.